Xin chào mọi người. Thì đây là cái cây sầu riêng của mình 16 tháng. Mình đã tỉa lần này là tỉa lần thứ hai. Thì cái tình trạng lần thứ nhất á, thì cây của này nó còn thoáng. Thì bây giờ lần thứ hai mình tỉa thì cách khoảng 4-5 tháng gì đó, thì nó lại tiếp tục là cái những cái nhánh dưới đây nè, nó xài đắt quá. Nó xài đắt quá, mình tính để nhưng mà mình không thể để được mọi người. Tại vì nó quá thấp. Thấp thì sao, như thế nào gọi là quá thấp. Đây, mọi người thấy nè, đây là cái mô của mình ha mọi người. Đấy, cái mô sầu riêng của mình. Và từ cái nhánh này thì mình có thể, có nghĩa ngứa ngứa mình kéo lên mình để được. Còn nhánh này là mình không thể kéo lên được mọi người ha. Nhánh này thì để trái rất là ngon luôn, nhưng mà phải trên cao mình để được. Còn nhánh này mình phải cắt mọi người ha. Mình phải cắt bỏ nhánh này mọi người, tại vì nó xè đắt quá, nó làm cho cây của mình nó sau khi con trái nó đụng đất, có gan tay à, đó, nè, nó gan tay 2,5 tấc à, thấy cái sầu riêng nổi cái cuốn không tới đất luôn rồi, mình không để được hết mọi người, đó. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình cắt bỏ ha mọi người, mình cắt, nếu mà tính ra mình cắt hết cái này luôn á mọi người, ha, nhưng mà mình sẽ từ từ mình sẽ cắt, ha, mình sẽ cắt. Đây, mình sẽ cắt đây ha mọi người. Đó. Đó, mình sẽ cắt bỏ như này ha mọi người. Đó. Bỏ nó. Đấy. Thì mình trước khi mình cắt xong đó, thì mình phải bắt thuốc nha mọi người. Bắt thuốc. Bắt thuốc cho nó. Thì bên đây mình sẽ cắt bên đây luôn nha mọi người. Đúng ra mình sẽ cắt ở đây, nhưng mà mình không cắt, mình để sau này cây lớn rồi mình mới cắt nha mọi người. Sau này cây lớn rồi mình mới cắt. Ở bên đây mình sẽ cắt nhánh bên đây luôn nha mọi người. Sẵn ở đây cắt luôn nha. Đây nè. Mình cắt xong mình bỏ thuốc lên ha. Thuốc lên.